Rồi à, bài này mới đó. Bài mới đó. Tam giác ABC có điểm A 15 B 23 3 C 0 4. Câu A tìm tọa độ chân đường cao từ A của tam giác ABC. Nào tìm nhá. Không khó. Đường cao đường cao. ABC này đường cao AH chẳng hạn nhá à, nếu mà được mới đưa vẽ hình ra vẽ hình vào bài luôn vẽ làm bài luôn cho nó ngon đấy ừ. tọa độ trên đường cao nghĩa là đi tìm tọa độ điểm H đi tìm tọa độ của điểm H đó câu A này đâu coi coi ừ, mình có gì nhỉ dễ lắm mấy đứa rõ ràng là mình sẽ có đường AH vuông góc với lại BC. Đúng không? Vuông góc mà, đường cao mà. Nghĩa là vector AH. Vector AH nó sẽ vuông góc với lại vector BC. Ok không? À, rất là quen. Khá là quen đấy. Vector AH sẽ vuông góc với lại vector BC một cái nè. Đúng không? Lát này lên, lên nhá làm lên luôn hai vectơ vuông góc với nhau thì ngay lập tức nghĩ đến việc là tích vô hướng bằng 0 à, làm lên tích vô hướng bằng không suy ra hai thằng nhân nhau bằng không thôi Ok rồi đi tìm AH nào BC đi tìm AH và BC là ngon đúng không nào AH vector AH là bằng lấy sau trừ trước Ok không? Lấy sau trừ trước. À, để coi coi. Bây giờ điểm H là XY nhé. À, mình sẽ gọi điểm H là XY. Vậy là à, mình sẽ được tọa độ AH là X 1 này. Với lại 5 Y. Ok. À, tương tự BC. Vector BC. BC nó sẽ bằng. Đâu. Lấy sau trừ trước luôn. À, sau trừ trước. Vậy là mình sẽ được bao nhiêu nhỉ? 2 này. Với lại bao nhiêu? Trừ 7. Ok chưa Rõ ràng chưa Sau chiều trước ra 2 với chữ 7 Được không nha Nhân thôi Nhân vô hướng suy ra Lấy hoàn nhân hoàn Cộng tung nhân tung Ok không à, Là tích vô hướng á à, Hoàn nhân hoành nghĩa là 2 nhân với là x chữ 1 Tung nhân tung nghĩa là chữ 7 nhân với lại 5 chữ y bằng 0. Ok chưa? Yeah hoàn nhân hoàn cộng tương tung đấy một nha một cái nè một cái nè đấy hay là mấy đứa có thể rút gọn lại cũng được vô tư nếu mà nhân vô mà rút gọn mình sẽ được 2x cộng 7y bao nhiêu nữa nhỉ trừ 2 với lại trừ 35 và trừ 37 bằng 0 một cái một cái rồi mình cần một phương trình nữa để tìm ah à, để tìm tọa độ à, điểm h đúng không phương trình nó là cái gì mấy đứa hey, hey quen thuộc à, phương trình nó là cái gì vậy mấy đứa thấy không một phương trình liên quan đến điểm h thấy không nhỉ Ừ. Thấy không nhỉ Thấy à, Ai thấy ai thấy ai thấy nó lên nào Ồ chưa thấy à Nếu như vậy thì thấy không nhỉ Nếu như mình có điểm hát điểm H nằm trên BC thì suy ra gì nhỉ? À, suy ra gì mấy đứa? Quen quá mà thì tình bay. Ừ, suy ra gì? Ai à, thấy? Ai à nhớ? Ai à nhớ trò đó? Trời ơi vẫn chưa nhớ luôn hả? À. Ô vậy nếu như mà <laughs> Nếu như mà thay vì ghi là H thuộc BC thì mình ghi như vậy thì có nhớ không nhỉ? HBC thằng hàng HBC thằng hàng thì uh, suy ra gì nhỉ? Mình làm trò gì bây giờ? À mấy đứa Ồ vẫn chưa nhớ luôn nè Nè Cùng Phương Trời ơi Nói hoài đúng không mình làm hoài này mà rõ ràng là mình làm hoài luôn cùng phương cùng phương cùng phương rõ ràng là vectơ uh, BH với lại vectơ BC cùng phương với nhau rõ ràng chưa yeah. vectơ BH và vectơ BC cùng phương với nhau rõ ràng trời ơi quen mà quen mà nào vậy là mình cần tìm vector bh vector bh là bằng cái gì lấy uh, sau trừ trước b đâu b trừ hai ba nghĩa là mình sẽ có x cộng hai với là y trừ ba ok <laughs> rồi bây giờ mình sẽ đâm đầu mình đi làm cùng phương cùng phương là sao nhân chéo đúng không suy ra rồi nhân chéo phát lấy à, được là, lấy hoàn của BH nhân với lại hoàn BC, à, nhân với tung BC nhân chéo mà à, trừ 7 nè đem trừ 7 này nhân với lại x cộng 2 rồi à, rồi lấy y trừ 3 này nhân với lại 2 này à, nhân với 2 cộng 2 nhân với y trừ 3 ok bằng à, khoan nhân chéo bằng nhau nhân chéo bằng nhau chúng phải cộng bây ơi bằng ở đây mới đúng Okay không tích chéo bằng tích chéo Đúng không tung nè nhân với hoàn bằng với hoàn nhân với tung ok không tích chéo bằng nhau ấy vậy tự nhiên mình được cái phương trình số 2 luôn xuống chưa nhân vô chuyển vế là xong vậy mình sẽ có trừ bảy x nè chuyển qua bên trái là được trừ hai y nè mấy nữa nha trừ uh, trừ uh, trừ trừ 7 với 2 là trừ 14. Trừ 14 mà cộng cho 6 là trừ 8. Đấy, tự nhiên mình được cái hệ quá sướng. Chơi cái hệ đó nào. Nào. Cái hệ của mình chính là 2x cộng 7y à, bằng 37 thứ hai là trừ 7x trừ 2y bằng 8 à, mọi người mọi người ra hệ như vậy em nhỉ mọi người ra hệ như vậy không nhỉ bấm máy thôi à, sau nãy mình lại xóa máy đi ta Bao nhiêu đây? 2 7 37. Tớ làm bài cho bay ơi, ráng tự làm bài vô. 26 phần à 26/9. Ok. Số 6 như vậy. Mọi người ra bài em bay ơi. 26/9. Coi ra thấy không? y 55/9. đấy điểm H đó. Một cái tích vô hướng bằng 0 với lại một cái thằng à cùng phương. Ok không? Có là khác không? Hay là mọi người ra vậy luôn? Ừ. Rồi tiếp nha, cô B nha mấy đôi Cô B nha, cô B nha Tìm tọa độ tâm y và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Đấy, quen này, đúng không? Là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Mà cái thể loại này là để cho tọa độ để cho tạo độ để cho tạo độ thì mình sẽ làm theo kiểu tạo độ Đó không nhá làm theo kiểu tạo độ thôi đâu bây giờ làm thế nào đây bây giờ làm thế nào đây đẩy xuống đây vậy này chuyển xuống đây mà làm ừ, hay làm thôi ai rồi đấy ba điểm abc đấy sướng nào tâm y khi mà y là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác abc thì mình sẽ có mình có cái gì mình có ia bằng với là ib bằng với là IC bằng ra ok không được không ok chưa thế thì khi mà ghi như vậy thì đây chính là mô đun của vector IA mô đun vector IB mô đun vector IC đúng không nhỉ làm thôi à, nghĩa là mình cần tìm ba con vector đúng không cần tìm ba con vector nào vector IA vô vector IA là bằng sau trừ trước. Điểm y. điểm y của mình là xy nha mấy đứa nha, tọa độ SI nha. vậy mình sẽ có là 1 x là 5 y. Tiếp tục. Vector IB bằng à, lấy B trừ I, nghĩa là chữ -2 chữ x 3 y một cái. Ừm à, tương tự vector IC bằng tọa độ là bao nhiêu đây à... sao nhỉ C trừ lấy C trừ 0 trừ x là trừ x nè trừ x nè à, trừ 4 trừ cho y Đấy. À, sau khi tìm vector rồi mình sẽ đi tìm module đúng không đi tìm module thôi mô nào thì rõ ràng là ia nó sẽ bằng đó, mình tìm ia bình như bây giờ <laughs> cho nó đi để cho nó ngon đúng không thì bây giờ mình ghi ia phải làm canh nó rất là mệt nên thôi mình tìm thẳng ia bình luôn ia bình là bằng cái gì ia bình là bằng hoàn bình cộng tung bình được không tại vì sao tại vì mô đun của vector ia là bằng canh của hoàn bình cộng tung bình bây giờ mình bình lên mất canh thôi đó hoàn bình cộng tung bình mới đó ok hoàn nè bình lên cộng cho tung bình 5 trừ y bình lên được không nhỉ tương tự như vậy mình sẽ có uh, mô vector ib à, tìm thẳng ib bình luôn tìm thẳng ib bình luôn cho nó sướng hoàn bình cộng tung bình luôn trừ 2 trừ x tất cả bình cộng cho ui rồi ơi Cộng cho 5 trừ y tất cả bình. Ok. Rồi tương tự. với tôi y xe cũng vậy luôn. Y xe bình. Bằng. À chỗ này. Trừ x bình. Trừ x tất cả bình là bằng x bình nhé. Nó à, khỏe quá. Cộng cho bên đây trừ 4 trừ y tất cả bình ok rồi bây giờ mình sẽ cho này bằng này ok không rồi cho thằng đầu tiên bằng này nhớ đúng không ia bằng ib ia bằng ic lập ra một cái hệ nha lập ra một cái hệ phương trình dễ dạ lắm đâu ia bằng I, ia bằng ib Nghĩa là um, Chà Hơi dài nha Nó hơi dài đấy Nó hơi dài đấy Nó sẽ hơi dài đấy đây Đập phải ở đâu Bằng này Bằng này Ok Chà Tao nghĩ là What ib là 3 chữ Y hả ở ừ, ba chữ ý à ok ok trời ơi ok uhm. đâu lập cái hệ rồi đó đâu mình sẽ có à, một chữ x tất cả bình cộng cho 5 chữ y tất cả bình bằng với bằng với IB, IB bình IB bình là cục này trừ 2 trừ x tất cả bình cộng cho 3 trừ y tất cả bình ok. Thế đây y trang đúng không? Cho thằng bình, y a bình là y trang trên đây nè, 1 trừ x tất cả bình nè cộng cho 5 trừ y tất cả bình bằng với thằng y c bình ở dưới đây x bình cộng với trừ 4 um, trừ y tất cả bình rồi ở đây có hai cái lưu ý chỗ này có hai cái lưu ý để mấy đứa làm nhanh à, lưu ý thứ nhất lưu ý thứ nhất lưu ý thứ nhất nè đây à, thứ nhất là nếu như trong cái hàng đẳng thức á trừ a trừ b tất cả bình á thì nó cũng giống y chang a cộng b tất cả bình vậy nhớ nha nhớ cái đó à, nhớ đó à, nè nè rất là nhiều nha đây ví dụ đây chỗ này Đấy không mình sẽ hiểu cái chỗ này là hai cộng x tất cả bình ok em nhỉ chỗ này cũng vậy nè mình sẽ hiểu chỗ này là 4 cộng y tất cả bình Đấy không có dấu trừ mất đi đơn giản vậy thôi à rồi cái thứ hai cái thứ hai là gì cái thứ hai là nếu như mấy đứa để ý mấy đứa sẽ thấy khi mà mình khai triển hằng đẳng thức ra à thì tự nhiên mấy con bình phương mất hết luôn là để ý nha bên đây có x bình nè bên phải cũng có x bình luôn bên đây có y bình nè bên phải cũng có y bình luôn Đúng không mất hết bình phương chỉ còn bậc nhất với lại hệ số tự do thôi hết rồi nhớ đó chưa nhớ chưa đó ở à, dưới cũng vậy luôn à, dưới vậy luôn làm vậy cho lẹ à, làm vậy cho lẹ nhá đâu dạy thôi giải pháp nào Đâu, mình sẽ có nè 1 x tất cả bình khai triển ra 1 2x x bình mất Nhớ nó nói đúng không Tiếp tục cộng cho 5 y tất cả bình khai triển ra là bằng 25 10 y Y bình mất Được không nhỉ Tiếp bên đây Bên đây chữ 2 chữ x tất cả bình khai triển ra Thì như là đã nói là mấy đứa sẽ hiểu chỗ đó là 2 cộng x Ok em nhỉ Vậy mình sẽ có 4 cộng cho 4x Ok x bình mất Bên đây 3 trừ y tất cả bình khai triển ra Đây sẽ được 9 6y Đấy y bình mất Ok không Ok đấy làm vào chó lẹ đúng không Tương tự bên đây 1 2x Cộng 25 10y Hả Đúng rồi bằng bên đây x bình x bình mất nha x bình mất rồi còn bên đây hiểu là 4 cộng y tất cả bình vậy chỗ này cho sẽ ra 16 cộng cho 8 y đấy trừ hết toàn bộ vế là ngon đúng không dạy hệ phương trình là ngon mình sẽ có đâu 4 x chuyển sang bên trái là trừ 6 x nè rồi gì nữa y À, trừ 6y chuyển sang bên trái là cộng 6y với lại trừ 10 là trừ 4, trừ 4y. À, chuyển bên chuyển 1, 1 với 25 là 26. 26 mà chuyển qua bên kia là trừ 26, trừ 26 với 4 là trừ 22. Trời ơi, xấu như ma lem luôn bây ơi. À, bao nhiêu x nha? Ờ, à, mất hết rồi. Định ra, trừ 2x. Bao nhiêu y? Trừ 18. Bằng.

Mẹ ơi nó xấu 89 phần 25 mọi người ra vào em nhỉ 89 phần 25 Với là y bằng 4 phần 25 Xấu quá Có sai vấn đề không trời Mọi người ra vào em nhớ.

5 chữ Y. Uh -huh. uh. X bên cộng chữ 4. Ừ. 1. 1 chữ 2 X. 25 chữ 10 Y. 4. 4 4 X. Uh -huh. 9. 9 chữ 6. Đúng rồi. Đúng hết rồi nha. Đúng không? À, 16. 16. Cộng 8 Trần Ma Trần Ma Trừ x Trừ 2 Trừ 2 trừ 4 Trừ 10 Cộng 6 4 Cộng 9 trừ 1 Trừ 25 Gì nữa Trừ 2 x trừ 10 trừ 8 16 trừ 26 à ơ à, nó ra khác khỉ gió <laughs> khỉ gió nó ra khác trừ 6 trừ 6 trừ 4 trừ 13 quá trừ 13 à à đây à cái này trừ À ta quên cái số 9 này. Bậy quá. Ta... Sau đây sau đây quên số 9 này mất tiêu rồi. Trời ơi, cái này không phải là trừ 22. Một này với 25 này 26, 26 chuyển qua đây là trừ 26 với 4 trừ 22, trừ 22, 22 với 9 nữa trừ 13 chứ. Chỗ này, chỗ này trừ 13 mới đúng. Ui giời ơi. May xem lại không xem lại chết cha cả đám. À, trừ 2 trừ 18 trừ 10 đúng rồi. À. 97 và 50. 17 và 50. Sửa lại, sửa lại. Đấy okay. đổi điểm Y rồi Khỏe Tọa đội điểm Y Là 97 phần 50 Với lại 17 phần 50 Ok Khi mấy đứa có tọa độ điểm Y rồi Mấy đứa thấy ngược lên một trong bang này Để tìm bán kính Nhớ căn xuống nha Nhớ căn xuống Nha à à, để tìm bán kính rồi tìm nào tìm nào nè à, tại vì mình đã phán trên đây rồi đúng không ia bằng ib bằng ic bằng r mà đúng không thế ngược lên một trong ba thằng ví dụ như mình thế lên r ia đi à, r bằng thế luôn thế thằng luôn sợ gì mà cũng thế 1 trừ x là nhiêu 97 50 phần bình phương cộng cho 5 trừ y 17 và 50. Tất cả bình. Nhớ canh xuống nha. Ôi trời ơi xấu. Xấu lắm. 22,5992 hả? Ồ lại mẹ rồi rồi nó xấu. Oh, căn vậy, căn cục này vậy huh. Chịu đó sao giờ, căn 22,5992 992, ok Được rồi đó Nào, thấy rồi, bên đây R căn xuống Số subscribe like yêu gì 6 tháng không biết. 15 230 4. À, ok. Nó xấu sẵn như vậy rồi. Cây ơi bay ơi. tiếp nha tiếp nha tiếp nha tiếp nha ráng sao tự làm bài vô ráng sao tự làm bài vô mấy đứa bao nhiêu kinh nghiệm nốt lấy mà làm nốt vô nốt vô mà làm bài ba nè Bài 3 tìm phương trình parabol y bằng ax bình cộng b S cộng c. Biết parabol đi qua điểm A 2 2 cắt trục hoàn tại điểm có hoàn độ là 3 và cắt trục tung tại điểm có tung độ là 6. Cái gì game Đúng không? Thứ nhất, điểm A. 2 2 này nằm trên parabol cho nên mình sẽ đi thế vô. Ok không? À, rất là quen thuộc đúng không? Rất quen thuộc điểm A. 2 2 thế vô, thế vô parabol nè mình sẽ có đâu à, hai này thế vào x nè trừ hai thế vào y nè nhá dạ. vậy là mình sẽ có trừ hai bằng 4 a cộng b cộng c đồng ý chưa đúng không trời ơi dễ mà nhá dạ. bây giờ mới làm trò dưới cách nè 3 cách trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3 này ví dụ như à, đại loại parabol là đường này đúng không trục hoành là đường này đơn giản vậy thôi đúng không đây là đường parabol nè không còn đây là trục hoành là os nè thì rõ ràng là cái điểm này nào mới đó cái điểm này nè nó à, ví dụ như điểm này điểm điểm, điểm b đi ha điểm này nơi no, nào điểm c đi điểm b lại trùng bên bên đây mệt điểm c đi ha rõ ràng điểm c này nằm trên trục hoành Đồng ý không? Điểm C này chắc chắn sẽ nằm trên trục hoành mà một điểm nằm trên trục hoành tung độ nó sẽ bằng 0. Nhớ chưa? Một điểm nằm trên trục hoành tung độ sẽ bằng 0. Nghĩa là điểm C này sẽ có tọa độ là 3 0. Ok chưa? Thì nè, hoàn độ bằng 3 mà, để cho hoàn độ bằng 3 nè. Đấy. Thì điểm C này tất nhiên cũng thuộc parabol luôn. Đơn giản nè, cái hình như vậy mà không thuộc parabol sao được trời đó À, thằng này cũng thuộc parabol luôn. Thuộc thì, thì thế cho thôi chứ sao gì đâu. Nào, thế vô. Thế vô mình sẽ được. À, được cái gì nhỉ? Số 3 thế vào x, không thế vào y mình sẽ được không bằng à, 9a cộng cho chỗ này hình như là thiếu đúng không? Bay, thiếu hai đây đúng không? Bay. Đúng rồi, chỗ này thiếu hai trời, hồi nãy tao có nói số 2 em trời. À, cộng cho 3B cộng cho C. Đấy, điểm C đấy. Ok hết chưa? 3 thế và x nha. Rồi tương tự như vậy, y chang như vậy cái trò của đằng sau. Cắt trục tung tại điểm có tung độ là 6. Y chang không mấy đứa? À, ví dụ như là à, mấy đứa có cái uh, parabol nó cắt trục tung OI tại điểm D đi chẳng hạn, đúng không? Thì chắc chắn trăm phần trăm điểm D này sẽ thuộc OI mà một điểm mà thuộc OI á hoàn độ sẽ bằng 0. Ok không? Thế là mình sẽ có điểm D. Tọa độ là gì? Mới nói luôn, hoàn độ là bằng 0. Tung độ để cho kìa. Tung độ là 6 kìa. 0 6 thuộc bé Suy thôi. thế vô parabol đúng không đi thế vô parabol thì không thế vào x 6 thế vào y là mình sẽ được c bằng 6 mình sẽ đi kết hợp thằng này là một thằng này là hai thằng này là 3 để ra một cái hệ đúng không hệ 3 phương trình giải ra kịch một cái là sau trừ được coi coi ghi ngược lại nhá 4a cộng 2b nè cộng c là bằng 2 này Thứ hai mình có gì đây? 9A cộng cho 3B à, cộng C bằng 0. Thứ ba mình có C bằng 6. Dạ thôi. Dạ thôi. Bấm máy nào. 4 này 2 này 1 này Trừ 2 này 9 này 3 1 0 0 0 1 6 2 trừ 8 6 Đấy, easy game. Khi có A, khi có um, ABC rồi mới đó tháng ngược lên Parabon để tìm Parabon thôi thế thôi kết luận kết luận vô Easy game 2x bình trừ 8x cộng 6 hết Ok chưa có vậy thôi Ok chưa? Ok làm 14 vô. À 4 chỗ nào? Sao? Có vấn đề hả? À, một bên chỉ bay à hệ phương trình đúng y chang không hệ phương trình có gì sai không có gì uh, khác không bốn hai một trừ hai chín ba một không 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 sáu điểm A 2 trừ 2 2 trừ 2 4 4 2 1 có lại coi có lại coi trừ 2 9 3 1 0 ừ ừ ừ không xe 16 đúng không ạ à? đúng không ạ à? Giờ lại coi, giờ lại coi. Mọi người có bấm ra khác không nhỉ? <laughs> Khổ bay thật. Nào, bài 4. Bài 4 thôi. Tìm tham số M để phương trình sau vô nghiệp. Đấy, quen thuộc, quen thuộc. Quen thuộc. Phương trình x cộng 2 chia cho x trừ m bằng với cộng 1 chia cho x trừ 1 đầu tiên nhìn vô một cái nhìn vô một phương trình một cái ngay lập tức mình phải coi coi là có điều kiện gì không có cần làm điều kiện hay không có được có, mẫu không thì phải cho mẫu khác không có được coi có, có căn không thì phải cho biểu thức trong căn bậc chẵn lớn hơn hoặc bằng không nha yeah. à, đây có nguyên có nguyên hai cái mẫu ngon lành như vậy là điều kiện thôi bay vào là điều kiện trước tính gì tính điều kiện rõ ràng là mình sẽ có x khác m với lại x khác một hợp lý chưa x khác m với x khác một sau khi có điều kiện đó mới được mày đưa có thể nhân chéo lên tích chéo bằng nhau đúng ừ, nhân chéo bằng nhân chéo là ngon lành nào tương đương thôi nào Nhanh chéo lên mình sẽ có x cộng 2 x 1 bằng với x trừ m với lại x cộng 1 ok chưa à, chưa liệu lên đúng hả gắt vậy Ô. ai đọc kinh mấy Tết nào nào tiếp nào nhân vô nhân vô lúc gọn là xong đúng không x bình à, cộng x này trừ hai này bằng x bình này à, bao nhiêu nhỉ cộng x trừ m x trừ m ok ra yeah. Ui u rồi hay quá x bình mất bố rồi bây ơi sướng quá đẩy hết toàn bộ về bên trái nhá không trời thậm chí x bình với x mất luôn rồi quá sướng mx ha <laughs> ha sướng chưa mx à, chắc là mình sẽ đẩy hệ số tự do bên phải nhá đẩy hệ số tự do bên phải vậy là mình sẽ được uh, 2 trừ m đồng ý chưa làm chưa ừ hứ ừ rồi vậy đơn giản nói mình sẽ đi biệt lọt thằng này vô nghiệp vô nghiệp vô nghiệp vô nghiệp à. ví dụ thằng này là phương trình số 2 đi ha à, phương trình số 2 nè còn mấy đứa sẽ đánh trên đây là phương trình C, phương trình số 1. Đúng không? Tại vì sao? Tại vì bây giờ cái thằng số 2 này là mà, à mà, mà mà, mà, mà có nghiệm thì chưa chắc là thằng số 1 này là vô nghiệm hay như thế nào đó tùm tùm lum la hết, đúng không? À, nó còn ảnh hưởng tùm lum tùm la lẫn nhau cho nên đi làm riêng là ngon nhất rồi. Bây giờ để cái phương trình số 1 này mà vô nghiệm á thì dễ lắm, Đúng không ra được đây rồi thằng số 2 này vô nghiệm thì tự nhiên thằng số 1 cũng không vô cũng vô nghiệm luôn đúng chưa đúng không thằng số 2 nè thằng này nè mà không có nghiệm thì làm gì mà có nghiệm của phương trình 1 đó nha vậy để thằng số 1 này vô nghiệm thì thằng số 2 này sẽ vô nghiệm hiểu không đúng không à, nào để để con một này vô nghiệm thì hey, còn hai này cũng phải vô nghiệm luôn đồng ý không hai này cũng vô nghiệm nốt mà thằng hai này phương trình hai này là một phương trình bậc nhất mọi người thấy phương trình bậc nhất không phương trình bậc nhất vô nghiệm khi nào vậy à trời con nhớ không trời à con nhớ không lý thuyết bây giờ không nhớ thì đúng là làm cho cho cả ngàn bài làm cũng chẳng nhớ gì đâu anh, chẳng thấm đâu lý thuyết phải nhớ phương trình bậc nhất mà vô nghiệp khi mà hệ số bậc nhất bằng không trong trường hợp này là m bằng không và cái hệ số tự do nó khác không hai trừ m khác không đồng ý không nếu như mà cái thằng này bằng không á thì mình sẽ ra một cái phương trình là 0x bằng 2 trừ m khác 0 đúng không? Thì làm sao mà nó đúng được đúng không? Vậy sai quá 0x thì làm sao mà bằng một số khác 0 được đúng không? Vô nghiệp đúng luôn. Bao vô nghiệp luôn. Còn bây giờ giải đúng rồi ra. Là ngon. Đâu, m bằng 0 là một nè. Ở dưới đây sẽ m khác 2. Đúng không? M khác 2 chính là cái điều kiện. Nhận này vô, sướng. Quá hợp lý luôn. Đấy. Ok chưa? Yeah. Ok chưa? Yeah. Rồi. Này. Tới đây mà bay phán M không á, hết bài đó là chưa được nha. <laughs> Trời ơi. Đấy không? Nó còn một trường hợp thứ hai nữa. Ghê lắm bây ơi. Tại sao nó còn trường hợp thứ hai vậy? Đã nói rồi cái bài nó vướng cái điều kiện bây giờ đúng không à, bài nào mà có điều kiện là mình cần phải cân nhắc nhớ đấy bài nào có điều kiện thì cần phải cân nhắc đúng không nào cân nhắc cân nhắc ở đây là thế nào để coi nha lỡ như cái phương trình số 2 này nè nó có nghiệm ok không nó có nghiệm nha nhưng mà cái nghiệm đó cái nghiệm đó đó cái nghiệm của phương trình số 2 á nó bằng một thì cũng như không đồng ý không à, lỡ mà cái nghiệm của cái phương trình số 2 này bằng một á thì đối với lại khi mà so với cái điều kiện này nè là mình loại cái nghiệm mất tiêu rồi tất nhiên khi loại cái nghiệm nó đi thì phương trình số 1 này là vô nghiệm hợp lý luôn hợp lý với đề luôn nha vô nghiệm nè thấy không Đấy. hoặc hoặc là mình có một cái trường hợp thứ hai là gì Lỡ cái nghiệm của cái phương trình này nè Nó bằng M Nè à, lỡ như ra nghiệp X bằng M Sao ai biết được Đúng không à, Nếu như mà ra nghiệp X bằng M Cái thằng hai là ra nghiệp X bằng M Thì tự nhiên loại luôn Tại vì so điều kiện thằng này X khác M là loại mà Loại suy ra phương trình số 1 này sẽ vô nghiệm Phù hợp với đề Cho nên mình sẽ còn một trường hợp nữa à, còn trường hợp một một trường hợp nữa. Ví dụ đây mấy đứa chạy đây mới ghi trường hợp 1 nè. À, đây trường hợp 1 đây. Ok. À, rồi, trường hợp 2, bây giờ làm trường hợp 2 thôi. Nào, trường hợp 2. Trường hợp 2 đã gì mới nói ha. À, phương trình số 2 có nghiệm và cái nghiệm đó hoặc là x bằng 1 hoặc là x bằng m. Ok không? À trường hợp 2, trường hợp 2 là phương trình 2 có nghiệm x bằng 1 hoặc là hoặc nha, hoặc nha mấy đứa nha. x bằng m. Đấy. Ok chưa? Mà một phương trình mà có nghiệm x bằng 1 thì sao? Thì mình có quyền thế x bằng 1 vào đây. Có quyền. Nghiệm của nó mà đúng không? Nó phải thỏa cái phương trình, nắm được không nhở? Rồi tương tự như vậy x bằng m à, nghiệm x bằng m là nghiệm của phương trình 2 thì mình có quyền thế x bằng m vào phương trình 2. Thế, có quyền thế, ok không? Đi làm thôi. Vậy là mình sẽ có hai cái trường hợp con con ở đây. Nào, rẽ ra, rẽ một cái ngoặc vuông ra đúng không? Hoặc mà, hoặc mà. Đâu, thế, Thế x bằng 1 lên phương trình số 2 mình sẽ có m bằng 2 trừ m. Đồng ý chưa? Thế x bằng m lên phương trình số 2 mình sẽ có m bình bằng với 2 trừ m. Giải cái đống này ra là ngon. Đúng không? Giải ra là ngon nha. Thế là mình sẽ có à, em mở mấy nhỉ? Ở trên ở trên em mở sẽ bằng 1 nha. Em 1. Còn ở dưới đi bấm máy thì mình sẽ ra em mở mấy đây? 1 nè. 1 nè, trừ 2 nè. Em mở 1 với em mở 2 đó. Ở dưới bấm máy ra em mở 1 với em mở 2. Thế là ở trên nó có em mở 1 rồi mới được. À, ghi em mở 1 chi nữa đúng không? Ghi em mở 2 thôi. Đấy, thế mới xong. Đồ mây ơi He 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 Này Muốn chắc cú Thì mấy đứa sẽ đi thế M1 này Ngược vào phương trình số 2 này Đúng không Đấy Thế M1 ngược vào phương trình số 2 à, Để tìm ra nghiệm Coi thử coi cái nghiệm đó Nó có trúng cái điều kiện này không Đúng không Đấy không, đấy không? Nhưng mà thôi chẳng cần làm vậy đâu ừ, Không cần làm vậy đâu Mình mình chỉ làm cái đó là cho nó ngon lành hay cho nó chắc cú thôi Chẳng cần Không cần Không cần Rõ ràng Không cần đâu à, đấy, Nhớ nha Có hai trường hợp nha bây ơi Có hai trường hợp được nha có, có, có 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 nắm được trường hợp 2 không Trường hợp 1 thì hơi dễ rồi Tại vì cái thằng số 2 này vô nghiệp Bảo đảm thằng số 1 sẽ vô nghiệp Chắc chắn trăm phần trăm À, còn trường hợp 2, trường hợp số 2 có nắm được không? Thằng số 2 này có nghiệp nè, phương trình số 2 này có nghiệp nhưng mà cái nghiệm đó Nó lỡ nó bằng một với lại bằng M luôn à, Nó trúng vào cái điều kiện Của phương trình một rồi cho nên mình loại đi không? Đấy cho nên vô nghiệm Được không nhỉ? Ok không? Ok không? À. khi mà thằng hai này có nghiệm là x bằng 1 Với lại x bằng M ấy Thì mình có quyền thế vô cái phương trình số 2 Thế thôi Thế thôi đơn giản Ok không? Thế thôi đơn giản Rồi là bài số 5 vô. Là bài số 5 vô. Bài số 5 nào. Bài số 5 nha. VS 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 nè, nhìn cái đống này thấy VS rồi. Sặc mùi VS luôn. Sặc mùi VS luôn. What Không, Có gì đây Cho phương trình x bình trừ cho m cộng 5x trừ m cộng 6 bằng 0 Định m Để phương trình có hai nghiệm x1 x2 thỏa 2x1 cộng 3x2 bằng 13 Có nhớ trò này không Trò này là nát nước hồi lớp 9 này Câu này có hai ý Ý đầu Định m để phương trình có hai nghiệm Wow, ok không? Xử lý đó liền nha, xử lý đó liền luôn, ok không? Thế thì đây là phương trình bậc 2 chắc chắn 100% đây là phương trình bậc 2 tại vì a khác 0 mới có thấy không? A bằng 1. A bằng 1 a không rồi. Bảo đảm là phương trình bậc 2. Thế thì muốn có hai nghiệm thì delta phải lớn hơn hoặc bằng 0. Thế rồi, hai nghiệm nha. Delta lớn bằng 0 nha, ok không? Đấy, làm thôi để phương trình có hai nghiệm thì suy ra delta phải lớn bằng không delta bằng b bình trừ 4 ac quất luôn nha làm luôn nha mấy đứa nha b bình b bình cái con trừ này nè mất rồi còn m cộng năm thôi bình phương thằng này lên trừ 4ac nghĩa là trừ 4 đem nhân cho a là 1 thôi khỏi nhân nhân c trừ m cộng 6 lớn bằng 0 ok chưa ok chưa rồi bây giờ khai triển ra mà làm thôi chứ có cái gì đâu nào khai triển ra xíu nhá m bình này cộng 10m này cộng 25 này cộng 4m trừ 24 lớn bằng 0. Ui trời ơi. Nó ra cái gì đây? À, dễ mà. Đi gom lại nào. M bình cộng 14 mà cộng 1 lớn bằng 0. Cái này phải là cộng 24 mới đúng chứ À không Trừ 24 đó mà Trừ 24 đúng rồi Chà m bình cộng 4 m cộng 1 lỡ bằng 0 Thằng này có phải là hàng thức không nhỉ Thằng này không phải hàng thức Có nghiệm ta Xấu quá Đúng không Xấu thật 1 này 14 này 1 này Ôi đại chúa tôi có nghiệm có nghiệm rồi trừ m ha uh -huh. ừ ôi lại chúa tao 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 nghi tao 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 viết đề sai quá tao nghi tao viết đề sai quá cho 15 giây coi lại đề mấy ơi Ờ à, đúng mà kỳ vậy Không hiểu Thôi kệ <laughs> Nếu mà chỗ đó trừ 6 thì nó đẹp hơn Chỗ đó trừ 6 thì nó đẹp hơn Nhưng mà thôi kệ cứ làm tiếp vậy thôi Tới đây mình cứ để yên mấy đứa ơi Tới đây mình cứ để yên Cái này xấu quá Đúng không Bấm máy nó ra xấu quắc à Thôi cứ để yên đó Cứ để yên thôi Bây giờ mình sẽ đi làm cái uh, xử lý thằng này Đấy 2x1 cộng 3x2 Bằng 13 Thằng này gọi là gì Thằng này gọi là Vs không đối xứng Không đối xứng Tại vì sao không đối xứng vậy Tại vì Đơn giản thôi Cái hệ số của x1 Với hệ số x2 Nó đâu bằng nhau đâu ít nhất nó phải bằng nhau hoặc là nó đối nhau thì mới gọi là đối xứng. À, còn gặp hệ thức mà không đối xứng như vậy á, thì mình buộc lòng phải lập ra một cái hệ, à, lập ra một cái hệ phương trình. Nào, lập liền nhá, à, lập liền. Ta có hệ ba phương trình mới rồi, hệ ba phương trình này. Đây, phương trình đầu tiên là gì vậy? Là cái thứ mà để cho á. 2x1 cộng 3x2 bằng 13 Một cái Phương trình số 2 là gì vậy? Phương trình số 2 chính là tổng S <laughs> Ok chưa? S là bằng gì? Là bằng x1 cộng cho x2 S của Vs đó bây ơi Vs á Vs để lý Vs á Bằng trừ b chia Trừ b chia thế không nha A là bằng 1 rồi Sướng quá Khỏi chia Trừ b thì Dấu trừ này mất nè Ok em Nó chỉ còn M cộng 5 thôi. À, thằng này còn M cộng 5. M cộng 5. Được chưa? Rồi. Phương trình số 3 là gì vậy? Chính là kích tích. X1 nhân X2. Bằng. C chia. C chia chính là trừ M cộng 6. Đấy. Trừ M cộng 6 nha. Trừ M cộng 6. Rồi. Bây giờ mình giải cái đống này ra ui trời ơi ghê chưa dạy căng á à, thật đó chẳng căng mấy ui trời ơi có gì đâu đâu rồi, coi coi dạy bên đây nha bây giờ mình sẽ dạy theo kiểu cái thằng này có em thế mới chết chứ nhỉ dạy theo kiểu cộng đại số á mấy ha cộng đại số dạy dụ như là mình cộng cái à không mình nhanh chứ mình nhân hệ số cho nó triệt ảnh á mình nhanh ở dưới đây cho trừ hai chẳng hạn ok không nhân dưới trừ hai nha à, nhanh dưới trừ hai À, ở trên giữ nguyên nè à, 2x1 Cộng 3x2 Bằng 13 Giữa nhân cho trừ 2 Nghĩa là trừ 2x1 Trừ 2x2 Bằng Ở bên kia nhân trừ 2 luôn Trừ 2m um, Trừ 10 à, cái Cục mà giữ lại thôi sao giờ căng tiếp nào nào mình sẽ cộng hai vế của hai phương trình trên đây là 2x1 2x1 mất nè 3x2 mà trừ 2x2 là thôi còn x2 thôi đấy lòi đó x2 rồi này x2 chính là 13 này mà cộng cho trừ 10 đây là còn 3 đúng không 3 2m 3 2m đấy ngon làm chưa ngon làm chưa đúng không rồi khi mấy đứa có x2 bằng 3 2m rồi thì mình thế xuống dưới đây nè mấy đứa à, Thế x2 bằng 3 2m xuống cái cục đen đen này nè Thế thì mình sẽ có cái dòng đó là x1 cộng cho 3 2m bằng m cộng 5 Đúng chưa? À, đấy, dòng cuối cùng ghi lại thôi Ok chưa? Giải. Giải xíu ai <laughs> Thế là mình đã có x2 x2 là bằng 3 2m rồi sướng Đúng không? Còn x1 của mấy đứa tính rất dễ Mấy đứa chỉ cần chuyển mấy quy qua là xong 3 kỳ chuyển qua là được 2 Trừ 2m kỳ chuyển qua là được cộng 3m Rõ ràng chưa x1 x2 Bằng trừ m cộng 6 Sướng quá Vậy là mấy đứa đã có x1 theo m đây. x2 theo m đây. Mấy đứa thế hai cục màu đen này xuống dưới đây. À, xuống dưới đây. Là tự nhiên một cái phương trình quá trời ẩn luôn, ẩn x1, x2 m lung la hết. Nó trở thành một cái phương trình theo m thôi. Học lấy chưa? À, thế là mình sẽ có nào work, work Đó. Mình sẽ có 3 trừ 2m. Đem nhân với 3 m cộng 2 à, rồi bằng với trừ m cộng 6. Ok chưa? À, dạy thôi. Dạy đúng ở đây là ngon. Đâu, dạy nào Nào, nhanh vô thôi, đơn giản đúng không? 9m Cộng 6 Trừ 6m bình Trừ 4m Cộng m Trừ 6 bằng 0 Tìm mau đấy mới đó mấy đó. Rất dễ đúng không? Tóm lại, m bằng mấy nha? Trừ 6m bình Mấy mấy m ra là 9. 9 4 là 5. 5 1 6 cộng 6 m. U hay quá bằng 0. Quá định. Tóm cái vấy lại mình sẽ có hai con m. Đúng không? Có hai con m nha. Mình sẽ có m bằng 0 với lại em bằng 6 6 đúng ta 6 chữ 6 ta nó nó nữa nó sao 6, 6 được 1 6 à à đâu no. 1 1 em 1 chứ không em màu không em 1 bấm máy ra không với 1 ngon lành à khi có em màu không em màu 1 rồi đơn giản thôi mới nó sẽ thế ngược lên đây là mới đó đi dò cái điều kiện của cái em mà đây chính là cái điều kiện của em mà đồng ý chưa à Thế thì khi M bằng 0 mà đẩy lên đây á. Thì cái vế trái này nó là 1 mới được. Đúng không? Cái vế trái là 1. 1 lớn bằng 0 là quá đúng. Quá đúng luôn. Vậy M bằng 0. Nhận. Được chưa? À. Tiếp tục. M bằng 1 mà thế ngược lên đây là mình sẽ có. Đây 1 nè. Đây là 14 nè. Trời. 1 cộng 14 cộng 1. Chắc chắn lớn hơn 1 bằng 0 luôn. Quá đúng. Họ thấy chưa? Vậy nghĩa là cả hai con M bằng 0 với M bằng 1 này đều nhận hết. Đều nhận so với điều kiện nó hết. Hết bài. VS không đối xứng. Có lại coi. Có lại coi. Mỗi dòng, mỗi chỗ đều liên kết với nhau hết. Xem lại thầy Sao có ai thắc mắc gì không Có ai thắc mắc gì không Cái Vs đó mấy đứa nếu như mà mấy đứa đi mấy đứa làm bài cái Vs nó thật với cái Vs cái thể, thể loại này là Một trong những cái thể loại Vs khó nhất rồi Vs không đối xứng à, Tất nhiên là nó còn có một số bài ví dụ như Hệ thức độc lập giữa x1 x2 à, Rồi gì nữa nha Rồi ba cái bài uh, Vs mà theo kiểu uh, thế x vậy thế thế một với thế x hai mấy đó chỗ mấy đó là theo kiểu mà nó khó rồi nâng cao rồi ừ. tất nhiên mình sẽ làm những thứ đó à mới đừng lo mình sẽ làm à, sẽ có dịp mình làm một ngày đẹp trời rồi đó mình sẽ làm được rồi ok rồi bài số sáu là gì ra thôi bài số sáu này à, thôi những cái bài đằng sau này mình sẽ nợ lại lần sau nhé hai bài còn hai câu còn hai câu sáu bảy Rồi, lần sau nhé ba nhá nha mình sẽ tạm nghỉ đây nhé nhá à có ai thắc mắc gì không? có ai thắc mắc gì không? có ai thét mát gì không? rồi nếu không ai thắc mắc gì không ai hỏi gì mình sẽ nghỉ cho các đó nhá nghỉ ăn cơm thôi, ngon nghỉ ăn cơm thôi. Chào nhá. Bye bye. Bye bye mấy đứa.